khi lắp ráp hệ thống năng lượng mặt trời do công ty TTC Energy đó, thì cái chi phí trong phải chi trả cho tiền điện hàng tháng đó thì giảm giảm từ 14 cho tới 23%. Thì chi phí giảm thì dĩ nhiên là nó tác động rất là tích cực trong cái dòng tiền của công ty cũng như là cái lợi nhuận của công ty trong thời gian vừa qua. Trong thời gian lắp đặt cái hệ thống năng lượng mặt trời ở 5 cái khu sản xuất của Mỹ Lan á, thì mình không có bất cứ sinh ra sự sự cố nào. Công ty TTC Energy làm việc rất là chuyên nghiệp và họ lắp đặt cũng rất là bài bản, cũng rất là đúng theo tiến độ. Hơn nữa trong thời gian vừa qua thì đội ngũ về bảo trì bảo dưỡng đó họ cũng thường xuyên xuống để làm sạch những cái tấm pin mặt trời đó để làm sao mà cái hiệu quả điện được tối ưu nhất trong thời gian qua. Nói chung thì TTC Energy làm việc rất là chuyên nghiệp và họ cũng rất là quan tâm để làm sao cái vận hành của doanh nghiệp Mỹ Lan ở đây không có bị ảnh hưởng do chuyện lắp đặt cũng như là bảo trì bảo quản trong trong thời gian mình sử dụng. Ở công ty mình có nhiều cái thiết bị lớn đó, thiết bị sử dụng rất là nhiều điện, thì cái hệ thống năng lượng mặt trời nó chỉ có đáp ứng được khoảng từ 42 cho tới 47% cái điện năng mà mình sử dụng thôi. Thì do đó hầu hết là những cái tòa nhà ở đây thì mình phải sử dụng khoảng 55% cái điện là từ EVN và 45% là từ cái hệ thống mà năng lượng mặt trời của TTC Energy lắp đặt ở đây. Thì trong thời gian mà lắp đặt cái sau khi lắp đặt cái hệ thống pin năng lượng mặt trời ở đây á, thì cái vấn đề sợ cúp điện hay là gì đó thì mình không có sợ nữa, tại vì mình có cái năng lượng mặt trời luôn luôn nào cũng cũng cung cấp năng lượng vào ban ngày cho mình, mà mình có cái hệ thống pin á thì đó mình cũng có thể cũng tích trữ được cái năng lượng để mà trong ban đêm nếu có sự cố xảy ra thì cũng có đèn đuốc rồi kia để mà nó mình có thể vận hành được, hoặc là mình giải quyết được vấn đề rủi khẩn cấp rồi đó. Giờ đó mình cũng không đến nỗi phải phải lo lắng lắm như trước khi mình gắn cái hệ thống năng lượng mặt trời này.